Dạ em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái giò em. Cái em nói ủa ai giật cái chân mình trời, mà cứ rung mình đang đang ngủ ngon quá chị, đang đang xe ke tự nhiên ai giật. Cái em mở mắt ra, hả anh làm gì vậy? Em anh nói nghe nè. Cái em hỏi nói gì? Em đừng cười anh nha, hỏi gì? Dẫn anh toilet thì anh sợ ma. Kêu đóng ma. Nghi ngờ về giới tính của ông không? Dạ có. Rồi lúc em mới lấy chồng á, về làm dâu á, cái mấy người em đi chợ đi nghe, cái mấy người sớm á. À, nhỏ đó bồ vợ bo đó, vợ bo mới cưới. Cái xong cái bà kia quay qua, bộ bo BD mà sao có vợ. Trời cái gì ơi. Vậy cái gì vậy trời ơi có ổng đừng có nói đi vô luôn nha. chị với thuận cho em ngồi chưa? Rồi đi. Đi em vậy hả? Em đâu có dao mà. Ghế đó là ghế của anh đó. Trời dạ mời anh giới thiệu về mình. Dạ thưa chị, dạ thưa em, dạ thưa khán giả, dạ Tấn Bo năm nay thì cũng nói tuổi cho khán giả biết luôn không đúng chị? Rồi, đúng rồi, nói tuổi luôn. Dạ dạ nói luôn. Dạ Tấn Bo năm nay được 48 tuổi. Dạ 48 tuổi hết rồi. Dạ. Em muốn tụt huyết không Bin? Chị nói thiệt với em là bây giờ em ngồi đây ha, kế bên Tấn Bo đi, 10 người đến đây á là chào anh Thuận, chào em Bo. Em có tin không? Chị đừng nên xúc phạm. Chị không có xúc phạm. Đau cái lòng của em. Chị không có xúc phạm. Chị em nói đau chị... lòng lắm rồi em. Sao lạ vậy? Tóc tai thì không còn tới một cộng. Da thịt thì coi như là màu mờ, coi như là bánh mật. Màu bánh mật. Thôi đi rồi đừng có nói. Ừ, làm gì thôi, làm gì, trời làm gì nè, trời làm gì nè có thồn vậy? Thì đó bởi vậy thôi, đi cái nỗi lo. Rồi, mời chị Bo. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em tên là Xuân Nhi, em năm nay 36 tuổi, nghề nghiệp của em là nhạc sĩ. Dạ. Xuân Nhi là nhạc sĩ, dạ. Mà sáng tác là dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc trẻ, nhạc thị trường. Yeah. Em đã từng có một bài hát nào mà làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc chưa? Dạ em cũng có được may mắn là có nhiều ca khúc cũng được là bà con đón nhận. À, trong đó thì có một ca khúc mà Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt của chị Quyên Trang hát. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Trời đất ơi, xem hay quá vậy Bo. Dạ, không hên nhưng không hay chị. 48 tuổi, ở đây 13, 6 tuổi là lớn hơn có nhiêu đâu. Có một rồi, một con giáp. Cơ duyên mà hai vợ chồng gặp nhau là sao? Em kể coi Bo. Dạ, thì cái cơ duyên mà em gặp bà xã em đó là cái lúc mà bà xã em là làm ở trong cái nhà hàng của bà cô. Một cơ duyên là ba đó Thuận. Dạ, dạ. Chị ba vô bà nhà hàng nghệ sĩ Tấn Tài. Dạ ba gặp cái cô này, cái ba nói chuyện với cô này cái gì đó chị. Lúc đó là Xuân Nhi bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em còn nhỏ lắm, thì lúc đó em đang học lớp 10 thì 15. Dạ lúc đó là vừa đi học á, thì băng buổi tối á thì em rảnh, cái cô em nói là thôi giờ nhà hàng của cô là nhà hàng tiệc cưới. Ừ. Thì thôi con rảnh thì con tới đó con hát. Thì lúc đó là nhà hàng ngoài tiệc cưới ra thì có giống như là đờn ca tài tử rồi ha. Ừ. Cải lương ngày xưa. Ừ. Chị thì ba Tài có hay vô đó chơi, cái thấy em thì nhận làm con nuôi con gái, bây giờ ba có thằng trai con chịu không làm dâu ba đi. Ừ. Chứ lúc đó thật sự em còn nhỏ xíu, em mới nói dạ thôi con còn đi học mà con. Ừ. Không lấy chồng, con. Ừ. Không lấy chồng sớm đâu, nuôi đầu ba ơi. Dạ. Thì ba nói chơi với cái cô này thôi. Ừ. Rồi sau đó cái em với anh cũng lại. Dạ. Dự cái đám cưới của người. Ừ. Một đứa bạn, một thằng bạn gặp nhau, cái tự nhiên cái em cũng giống như cũng thích. Sau đó cái 2-3 ngày đến lần thấy cô ta ca đem bông lên. Dạ đem bông lên. Dạ có nghĩa là lần đầu tiên anh nhìn thấy Xuân Nhi là anh khoái nè. Khoái thôi. Nhưng mà Xuân Nhi cái lúc đó lần đầu tiên em gặp ông Tấn Bo này thì em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ không, ông nhơ mà xấu mà đen thùi hả? Càng ngày càng tươi ra, đúng không? Em biết ảnh lớn hơn em một con giáp. Em thì bản thân em thì không thích con trai nhỏ. Nhưng mà anh này ngộ lắm chị, thích em nhưng không có cua em. Ủa ly kỳ vậy? Em vô giống như là hai ha, vô đi ăn đi ha, nói chuyện với tất cả mọi người, chỉ có một mình em là không nói chuyện thôi. Cố tình đúng không Bo? Dương đông kích tay. Cái này là kế hoạch của người cái ta. Để Bo nó nói vụ kế hoạch của nó đi. Cố tình nói chuyện với người ta nhưng mà tạo điểm nhấn với người ấy. Thì vô bàn cái đầu có bạn em cũng đi chung nữa. Của bạn đi chung. Khoái mà nhát, ăn uống gì đó là cái chỉ em ăn không? Ăn rồi sao anh lấy giùm cho nha. Em qua em lấy giùm lăng đó. Là cái em qua em lấy giùm, cái qua em ngồi rồi em nhìn chỗ khác không dám nhìn cô ta. Cái cô ta nhìn qua em hồi nào em cũng không biết, cái em khều khều mấy thằng bạn á. Em nói nhỏ mấy thằng bạn chịu không? Chịu cô đó không? Sao hỏi ý kiến bạn? Cái mấy bạn hỏi em, mấy bạn hỏi bậy bậy bạ, có biết người ta có thích không mà chịu. Là tự vậy mấy bạn em đó. Thì thích hay không thì tự mình đi. Cái thì em cũng thử coi sao. Em xúi bạn em cua. Em xúi. Chị ta tự nhiên cái thấy em, cái hành động của em vậy đó, cái thấy lạ. Rồi cái để ý xôi môi. Cái đó mới là ghê đó. Những cái kế hoạch anh theo đuổi Xuân Nhi lúc đó như thế nào? Được cô tạo điều kiện cho gặp nhau.
cái tối tối cái ông cậu trở về, em chạy lủi lủi sao á, 2-3 ngày vậy. Cái ông cậu á, có một lần ông nói với cô ta sao, ê ê, tao thấy có một thằng đó đó, sao nó rình rình hoài mà, tại vì em bịt khẩu trang đúng không? Có một thằng đó nó đeo đeo theo làm sao mà nó giống ăn trộm á, ăn trộm ăn cướp gì coi chừng giật đồ nghe. Thì ra là sau này cái cô ta mới nói là không phải em của anh Tấn Bèo, con của bà Tấn Tài đó. Vậy xong mà nó sao nó không chịu gặp, nó nói chuyện bình thường đi mà sao đeo đeo theo sao tao hết hồn. Ông lại gặp em thì ổng cũng nói thôi con coi như cho phép đúng không, con muốn gì thì con nói chuyện hay quá. Thì có một lần đó ông cậu cho phép đi theo chở về nhà, đi chung đưa về nhà, mà lúc đó cái đường ghê lắm, không phải như bây giờ đâu, khủng khiếp lắm. Hai bên hông thì vắng lặng như tờ, rồi ếch nhái ảnh ương nó kêu tùm lum mấy chị, đồng không hiểu quạnh. Thì nói thẳng ra là anh sợ ma đúng không? Mà anh huê gái quá thì bây giờ anh phải chấp nhận thôi đúng không? Mà có sợ ma thiệt không? Thì không biết sợ không đâu chị. Vừa một cái em bắn với xe, một cái chị biết em không có thấy trời trăng mây nước gì, em chạy một cái lúc đi thì vui, đi từ từ lúc về chạy không có e đâu vậy. Lúc đó mà em còn không biết em là cái gì, hồn siêu phát tán luôn. Có khi nào ổng sợ đến nỗi mà ổng xin ổng ngủ lại nhà? Trời ơi có nha anh. Thực sự là không phải sợ mà kiếm cớ. Không, nhưng mà tại sợ ma thiệt mà. Nó sợ ma thiệt thì là sợ thiệt, nhưng mà cái đầu suy nghĩ trong cái chiến thuật là sẽ có cái chuyện sợ ma để xin ở lại ngủ. Có đúng không? Có đúng không em? Nhưng mà lúc xin ở lại là không, bà chị. Không phải xin sợ ma. Là lúc đó thì thật sự là tụi em chưa có yêu nhau, chưa có quen với nhau, là chỉ giống như là anh đang theo đuổi em, rồi em chưa có chịu, là chưa có chính thức là tụi em quen với nhau. Thì lúc là chơi thân với cậu em hơn. Thì bữa đó đi ăn sau cái mấy cậu cháu ngồi nói chuyện cũng hơi khuya, cũng gần 12 giờ khuya rồi. Thì ngay chỗ đó là Bình Hưng Hòa, ngay cái ngay chỗ Nghĩa Trang đó. Thì ảnh mới nói là giờ này khuya quá à, má con á không có mở cửa cho con vô. Con không biết làm sao nữa, bây giờ con về nhà cũng không được. Cái cậu em nói thì giờ mày kiếm cái nhà nghỉ ở cái khách sạn nào đó, mày giờ mày ngủ đi mai mày về. Con nãy con đi nhậu đâu đem giấy chứng minh đâu, con đâu có vô con thuê được. Dễ sợ. Cái cậu em nói giờ sao, cậu em quay qua hỏi em giờ sao Quỳnh. Cái em mới nói con đâu biết. Thì cậu tính sao cậu tính thì con đâu biết. Cái cậu em mới nói thôi vậy thì thấy mày tội nghiệp thôi, mày về nhà mày ngủ chung với tao. Là cậu em kêu thôi mày về nhà tao đi, mày ngủ chung với tao. Vô gặp mẹ em cái dạ chào mẹ chào ngoại đồ khí thế lắm. Cái vô cái em muốn nói trong bụng ông này ngộ thiệt, tự nhiên mẹ người ta vô chào mẹ ngọt xớt. Không ổng gì có ngủ dài dạ ngủ chung cậu em mà được là ngủ hoài luôn chị. Thì đó cái dọc ủa là em à, là sao đó là mẹ ngủ hoài luôn, cứ là sao? Mẹ không mở cửa được một lần rồi là cứ như vậy mà tiến tới mà thôi. Tối ông có ngủ yên không hay là đi tới đi lui rồi? Dạ rồi cái này nè em kể gì từ từ nó mấy đêm sau nó mới đi tới đi lui. Trời dạ. Ơi xong rồi ha, cái đầu như mà đứng dạ em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái giò em. Cái em nói ủa ai giật cái chân mình trời, mà cứ chung mình đang ngủ ngon quá chị, đang xe ke tự nhiên ai giật. Cái em mở mắt ra, hả anh làm gì vậy? Em anh nói nghe nè. Cái mỏi nói gì? Em đừng cười anh nha. Hỏi gì? Dẫn anh toilet đi anh sợ ma. Kêu đâu. Thằng này dễ sợ quá. Tại sao ông kêu cậu dẫn? Dễ sợ quá. Em bị điên hả? Lúc đó em kêu cậu dẫn hay là em kêu chị Thúy Nga dẫn? Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì chắc là từ lúc mà ổng về nhà em ổng ngủ rồi, chắc em ngủ đâu ngon đúng không? Tại đêm nào ổng bị giật giò. Dạ thì một tuần thì giật khoảng 2-3 lần. Thì đó. Cái giật giò dẫn đi toilet. Đến khi nào? Nó mắc bệnh tiểu đêm mà. Đến khi nào thì em giật giò ổng lại. Đó. Cái xong là khoảng tầm lúc mà tụi em biết nhau gần 6 tháng bắt đầu ổng mới tỏ tình với em. Cái em nói em đi ăn chè không? Cái xong em nói trong bụng trời thời buổi giờ còn rủ đi ăn chè. Thấy nó học sinh quá. Chè ăn bò biếu nước mía. Đó cái xong em mới nói đủ bộ. Thôi bây giờ mình ăn khác được không? Em quay mỏi bây giờ mình đi ăn khác được không? Chứ ăn chè mập lắm, thôi em sợ mập. Chứ giờ em muốn ăn gì thôi đi ăn bún riêu đi. Cái hai đứa dẫn nhau rủ nhau đi ăn bún riêu, lúc là chưa có ăn chay trường còn ăn mặn. Dạ. Rồi cái đó là mới nói với em à, anh á thì sự nghiệp chưa có. Tiền anh cũng không có, anh chỉ được cái là anh chung thủy, anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi, khi nào anh già anh chết thôi à, chứ anh không yêu người hai. Anh không có tiền nhưng mà anh có nhiều tiền anh sẽ cho em hết. Rồi anh sẽ cố gắng anh đi làm không có để cho em khổ. Siêu không Thì em cũng tiếp xúc rất là nhiều người, thì em thấy lúc đó là cái ấn tượng của em dành cho anh Bo là anh này ảnh cái kiểu như là có gì nói đó, chân thành. Dạ. Em thì nói chung nhiều người lúc đó là nhiều người con trai của em. Cái xong em nghĩ là ai mà nói cũng hay ba qua, giống như là đàn ông mà cua gái thì hay phô trương thân thế là tài sản là các thứ, con anh này thì ảnh thật tình đi là có sao nói vậy. Nghèo thì nói nghèo đó, em thấy anh này cũng được. Thì nghĩ trong em chọn. Dạ, em nghĩ chọn. Trong lòng là thật sự là em không nghĩ lấy chồng sớm, em nghĩ là thôi nếu mà ảnh được thì mình cho cơ hội để tìm hiểu. Khi mà em thấy sự đón nhận em rất hạnh phúc. Kêu bằng mãn nguyện.
mà giống như là cái mãn nguyện của em là được một người thương thật sự. Bây giờ là em với lại vợ em đã sống với nhau được là như vậy là hai mươi mấy năm, 21 năm. Dạ 21 năm rồi. Và bây giờ khi về sống với nhau rồi á thì anh có đúng như cái lời mà anh hứa với em là chỉ biết một mình em không, rồi có tật xấu gì lòi ra không? Bây giờ tới phần nhì rồi nha. Bây giờ phần nhì rồi. Lúc mà lấy nhau về rồi á là em mới biết là anh này sợ ma thiệt. Có sợ ma phải tật rồi, nhưng mà tội bé tội, dạ. Nhưng mà cũng như nè chị, ban đêm á đi về đi hát về thì đường đường hát mấy cái hội chợ chưa biết rồi khuya lắm, về tới nhà là 2 giờ sáng bắt đầu lôi con dậy hết. Lúc mà có một đứa con là lôi một đứa, lúc có hai đứa là lôi hai đứa, lúc ba đứa là lôi hết. Lôi làm gì? Hung dậy, bắt nhỏ dậy. Trời ơi, rồi thì sao con vợ có dậy không? Dậy luôn. Không có quậy em, mà đi qua phòng của con bắt đầu đè ra hung. Quậy nhỏ khóc la làng sùm luôn, chừng nào mà con nhỏ khóc mà đến em qua em cự á, em thấy bây giờ sao? Thì anh muốn gì là mới chịu. Lầy rồi rồi mới kết luận là lúc đó là nhậu là hay là tỉnh táo, nhậu hay tỉnh gì cũng vậy á, vậy đó, cái tật lòi ra đúng không, tật lầy mà mê con đó lầy. Lầy con rồi gì rồi nữa tiếp tục nữa nè. Dạ còn cái nữa chị, đi đâu là lo đi hết, là đùm túm. Dạ người có nhu cầu đùm túm, đi du lịch đi ăn đi uống. Dạ bây giờ em bị quan nè, bây giờ em mới tốn nè. Hồi lúc trước tới giờ anh Phương Bình mấy anh chị em trong giới là gặp em cứ nói là con Sam của con Bo. Là bữa anh Phương Bình anh hỏi em, anh hỏi thiệt em, bộ em ghen dữ lắm hả? Sao mà Bo đi đâu em cũng đeo cho con Sam vậy? Cái em nói không có, em nói thiệt mà, em đổi nhà không có cho, mà đâu ai tin em. Tại giờ ngay mặt đây có chứng cứ đó, coi như em nói biết đó. Bây giờ mọi người sẽ giải nỗi oan ức cho em, có nghĩa là nó bắt em đi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hiểu rồi, mọi người đã hiểu cho em rồi, có nghĩa là mọi người ơi, không phải là vợ Bo ghen, mà ý là Bo nó bắt vợ con đi theo nó. Bây giờ hứa với em là đi không đùm đề, để con ở nhà gắn 4 cái camera. Ủa nghe, hiện tại em mấy đứa con? Dạ 4 đứa. 4 đứa gắn 4 cái. Trời ơi, anh tới 4 đứa luôn không? Mai mốt mà có cái vụ gắn chip là nó đi bỏ tiền nó mua chip nó gắn luôn. Chơi luôn. Mà ai nghi ngờ về giới tính của ông không? Dạ có. Rồi lúc em mới lấy chồng á, về làm dâu á, cái mấy người em đi chợ đi nghe cái mấy người sớm đó. Con nhỏ đó bồ vợ con Bo đó, vợ con Bo mới cưới. Cái xong cái bà kia quay qua, bồ con Bo BD mà sao có vợ. Coi như là từ nhỏ tới lớn là tao nói ông này có nghĩa là bị mang tiếng đúng không? Dạ. Bây giờ vậy đi, em cũng đính chính khẳng định luôn cái rồi. Là Bo có BD không? Em khẳng định giùm cho cả thế giới biết đi. Dạ em chỉ nói câu chồng em là thích con gái nhưng mà dê trai. Đó. Trời ơi, như vậy là chưa. Vậy là chưa có rõ ràng. Chưa, thấy chưa tới ta bởi vậy. Thôi nghe nè, cứ để mọi người suy nghĩ về chồng mình và cái vụ giới tính đó là một ẩn số đi. Đúng không Bo? Chồng của em á là man đàn ông nhưng mà thích con gái thì mới lấy em đúng không? Nhưng mà đi ra đường ví dụ như bình thường là em ít có ghen là vậy, ví dụ như vô chỗ đông người ta đi hát mấy event đó chị, người mẫu có, hoa hậu có, siêu mẫu có, đâu lại chị. Ông Bo là ví dụ nè, hồi xưa em đi diễn đó là ông Bo đã bị cái bệnh này rồi, nó cưng khỏe cưng chuyên gia luôn. Rồi bây giờ tới anh nè. Sao vợ? Tới em đó. Nãy giờ khui quá khui. Thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì khi mà tới cái ngày ngày biết chị rồi, cái ngày mà nó là rụng đó. Ngày rụng. Nói chung là bứt rứt. Thì con người mình mà tới đó là bứt rứt thì cọc cằn. Rồi cái mỗi lần mà cái gì mà nói cái gì không có hợp ý cái là đào đồng. La rồi, la lên, la mà la vô bổ. Chuyện bốc đồng luôn là như không có chuyện gì cũng la. Có nghĩa là bực bội vô cớ đó. Bực bội vô cớ vậy đó chị. Về cái cách ăn uống. Sao? Khó ăn. Dạ khó ăn. Khó ăn khó nuốt lắm. Đó. Cái nào đúng với khẩu vị thì mới ăn. Rồi. Dạ còn thí dụ chị ta không thích á là bắt đầu chị ta là không ăn, bắt đầu nổi máu xung thiên lên, khó chịu trong bữa ăn, khó chịu nữa đó. Khỏi đói, như là em đói quá thì đó. Em mới cộng. Bây giờ nè, anh mong muốn Xuân Nhi thay đổi điều gì? Em thì không muốn cái gì mà mãi mà cầu kỳ hết. Thì em muốn cho vợ em thay đổi một cái điều là thí dụ vừa rồi những cái chuyện mà em cưng con đó, em thương con thì bây giờ vợ cũng hiểu và mọi người cũng hiểu cho em. Thí dụ em muốn con kề cận bên em thì thôi từ đây về sau đừng có gì cằn nhằn em nữa. Dạ tội nghiệp em chứ em đâu có làm gì nên tội đâu. Rồi thí dụ em ăn uống thì thí dụ em có cái gì em ăn đó. Thì đừng có cọc cằn nữa. Bây giờ Xuân Nhi nè, mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ em 21 năm rồi thì em biết là anh Bo rất là thương con. Nhưng mà em muốn anh thay đổi một tí là thương nhưng mình nghĩ tới nó một tí.
giống như khi nào mà cái trường hợp nào thích hợp như nghỉ hè hay là những ngày nghỉ lễ thì anh cho con đi, có nghĩa là thương con cho đúng cách đó, đúng không? Đúng cái mong muốn. Thực ra vợ em nói cũng đúng đó ba. Hồi nó nít đó, nhỏ thì không sao, mình đi đâu chị cũng bị cái bệnh giống y như em vậy đó. Đi đâu là cấp theo, nhưng mà khi nó lớn rồi mình phải lựa theo tuổi của con để mà mình biết cách đó em ơi. Dạ. Chứ mình không có cứ là ôm gà mẹ gà con, gà cha gà con hoài được đâu. Cơm dạ. Em hè bạn. Cho nên là cho nên ý chị nói là mình phải chuẩn bị cái tinh thần là đến một cái lứa tuổi nào đó là mình phải tách. Mình phải đúng rồi. Bắt buộc mình phải tách buộc. Thì bây giờ hai vợ chồng chỉ còn cái khúc mắc đó thôi. Về cứ như là chịu khó tra Google á, với lại coi mấy cái phim mà về tâm lý mấy đứa nhỏ đó, là mình hiểu được là mình sẽ phải như thế nào với tụi nó. Dạ. Rồi cảm ơn anh Bo với Xuân Nhi đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son, chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị. Chúc anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng thương yêu nhau như thế này nha. Rồi, chào. Chào hai anh chị, chào tất cả các bạn xem đài. Em là Nguyễn Huỳnh, em năm nay 30 tuổi và nghề nghiệp của em là ca sĩ tự do. Em thường là mình hát dòng nhạc nào? Thường là thính phòng với lại ballad. Chữ tình vừa thính phòng là dữ lắm đó nghe. Nhưng mà bị cái là em không hát được bolero. Mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Trương Thị Ý Nhi. Hiện tại em 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch và em đến từ Thừa Thiên Huế. Mà sao nói giọng miền Nam hay vậy? Nhưng mà vẫn còn nhớ giọng quê mình không? Dạ, em về quê thì em nói giọng Huế, nhưng mà ở đây thì em lại nói giọng ở miền Nam để... Em quen rồi đúng không? Dạ, mà em sinh ra lớn lên ở đâu? Dạ, ở Huế. Ở Huế đúng không? Dạ. Em là em có em bé chưa? Dạ, hiện tại em vừa sinh em bé được 3 tháng. Đây là con cua mới lột. Đó, cho nên nhìn rất là trắng nõn nà. Lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu nè? Thời xưa á, là bé này là học trò của bạn em. Thì tới một cái lúc rồi đó là hai đứa vô tình là chạm mặt nhau trong một show nhỏ của quận á. Em mới được add vào group. Thì em thấy con bé này nói chuyện kiểu mà cũng đi hát giống mình mà sao mà nói chuyện mà cứ e thẹn á. Là đó giờ em mới gặp lần đầu luôn á. Cái em mới vô Facebook em xem kiểu mà giản dị á. Từ đó giờ em quen toàn là mắt tím môi hồng đồ lộng lẫy rồi không à, vàng gió mới đó chị kiểu vậy. Nhắn tin làm quen rồi bạn cũng đâu có chịu đâu, đâu có trả lời đâu. Không thèm trả lời mình luôn. Em nói chuyện mình vậy rồi. Lúc gặp lại thì em mới nhận ra là 2 năm trước đã từng đi chung một show rồi. Là có duyên đó. Dạ, nhưng mà lúc đó ảnh tới trễ chị, cho nên em thì em lại rất là ghét ai không có đúng giờ. Sau khi ảnh nhắn tin làm quen em á thì em mới nhớ lại là cái đã từng gặp người này rồi. Bây giờ mới có duyên để gặp lại. Dạ, là và em không thèm trả lời luôn. Dạ, em không thèm trả lời. Không thèm trả lời. Dạ, vô tình trên trang Facebook của em á mới hiện lên cái clip anh này hát live. Thì em nghe rất là hay. Thì em với bình luận em nói là chừng nào anh đi hát ở chương trình nào á thì anh cho em một vé đi xem nha. Ảnh mới vô nhắn tin lại thì em mới trả lời. Quỳnh, em hát lại thử chút xíu cái bài mashup mà tạo ấn tượng của vợ em bây giờ đi Quỳnh. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy, vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gánh sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau. Người làm anh gục ngã bằng ánh mắt đôi môi cứ chỉ mỉm cười. Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Hay quá. Cái này là cái kiểu gì nè? Trời ơi. Bây giờ nếu mà bạn coi qua màn hình đúng không? Bạn nhìn vào ánh mắt của bạn này thì lúc nào mình cũng nghĩ là bạn ấy đang nhìn mình không à? Bởi cho nên là không phải mình em nhổ ở cái bài mashup này đâu, mà bất kỳ ai mà khi nghe cái bài này cũng tưởng là bạn này dành riêng cho mình hết. Đúng không? Và em nghe cái lời lẽ của nó đốt cháy con tim của chúng ta. Em muốn rụng tim. Rụng tim không? Anh nhìn vào đôi mắt của em lúc khi mà em nghe anh hát cái này, anh cũng thấy là có chút gì đó nó rất là lung linh. Hồi tưởng lại nó vẫn như phút ban đầu. Như phút ban đầu đó. Rồi rồi bây giờ sau cái đó thì bao nhiêu lâu tụi em chính thức gặp nhau ngoài đời?
trước cái show đó là tụi em phải đi tập trước. Bữa đó hẹn nhau tập ở nhà thiếu nhi. Vừa ngồi xuống thì anh nhìn qua, anh hỏi em uống gì không. Em không uống gì hết. Sau anh câu thứ hai anh hỏi làm người yêu anh nha. Trời ơi, rồi. Sao anh như vậy? Em cũng bất ngờ đó vì em thấy rất là nhanh. À, trước đó có một lần nữa là gặp nhau ở phòng thu nữa. Là lúc đó anh bước vô là chỉ có nhìn nhau chứ chưa được nói chuyện gì hết. Thì lần thứ hai là anh hỏi làm người yêu anh. Cái câu đó là cái câu tỏ tình thật lòng hay là bông đùa? Thật luôn anh, thiệt. Cái kiểu mà anh hiểu cái cảm giác mà tiếng xét khi mà đúng gặp chúng người á. Gặp chúng người cái em thì cũng thuộc dạng là đào hoa đó. Nhưng mà anh nói thiệt, lúc đó là em đã quen bao nhiêu cô trước đó rồi? Cần nói không em? Ký đơn duyệt mới nói nha. Ừ, nói đi cũng em. Nhiều đó anh. Cũng nhiều đó. Ừ, nhiều lắm, thiệt. Bây giờ cho phép nói rồi nói luôn. Nhiều lắm. Em không có được đẹp trai như người ta, không phải sáu múi mà cũng không có giàu có gì đó. Nhưng mà được cái lưỡi không xương á anh. Là cua là chúng à. Cho nên em không bao giờ sợ. Em đâu cần nói gì, em hát em dòm thẳng vô trong mặt người ta, em hát thôi là người ta rụng nụ hết rồi. Bây giờ người ta đi coi hát không chứ ai đi nghe hát đâu chị. Giờ ta coi hát không phải coi đâu. Em mặt đối mặt nè, đối diện là em cứ nhìn xoáy vô người ta, em hát một cái là thôi xong hàng. Con mắt đa tình đó chị. Đó. Khi mà em nhận được cái câu hỏi là bạn gái anh nghe. Dạ. Lúc đó em nghĩ như thế nào về người đàn ông này? Lúc đó em trả lời là không. Thì một thời gian sau cũng qua lại đi show chung. Rồi nhắn tin điện thoại các kiểu. Lúc đó quen từ khi nào cũng không quen được. Là có một cái show mà em làm đạo diễn. Em gọi bé này đầu tiên. Sau quá trình tập khoảng gần một tháng á, thì tự nhiên có cái cảm giác mà kiểu mà hiểu nhau á chị. Thì tới lúc đó là em bắt đầu là đánh xoáy vô. Ví dụ như mình tập xong nha, tập nửa tiếng xong, nửa tiếng còn lại là bắt đầu cua. Nghĩ ra nhiều thứ để cua lắm. Ví dụ như là nè, bây giờ anh làm thầy bói, anh bói cho em luôn nè. Tương lai của em á, em sẽ lấy được một ông chồng làm ca sĩ. Ca sĩ đó. Hẹn hò đầu tiên đó mà hai đứa đi chơi chung với nhau đó. Em có ấn tượng gì về chàng trai chuyên hát nhạc cánh đồng này không? Anh là lần hẹn hò đầu tiên là em bị leo cây. Cũng có tật đó nữa. Dạ, hẹn em đi ăn ở quán đồ nướng. Thì sau giờ làm em mới tới quán đồ nướng đứng chờ sẵn luôn. Em gọi điện em hỏi là anh tới đâu rồi. Hôm nay anh bận việc anh không có tới được. Ông nói tỉnh bơ vậy luôn à? Ông nói tỉnh bơ luôn anh. Sau đó nữa? Lần thứ hai nữa. Leo cũng nữa à? Lần thứ hai là tới trễ sinh nhật em. Leo đờ mi. Trễ mấy tiếng? Dạ trễ 2 tiếng rưỡi. Trời ơi có 2 tiếng rưỡi à Bin. Không tổ chức sinh nhật với bạn bè luôn. Em ngồi em đợi ổng. Ổng hẹn 8 giờ 10 giờ rưỡi tới. Gọi điện cho em kêu là anh tới rồi. Nhưng mà em không có ra. Tại vì giờ đó em ngủ rồi chứ. Anh mới nói là bây giờ anh mới diễn xong hay là ra xong rồi đi chơi. Nhưng mà giờ đó em ngủ rồi, em đã tắm rửa lên giường hết trơn rồi. Em không đi chơi nữa, vậy là anh về. Tụi em yêu nhau mấy năm? Tụi em yêu nhau gần 3 năm, sóng gió mà trong 3 năm đó nhiều lắm. Thứ nhất là gia đình, ai cũng nghĩ là giới nghệ sĩ là đào hoa. Thứ hai đó là công việc nó sẽ không có ổn định. Cho nên là mấy anh chị đồ khuyên lắm, khuyên bé, thôi quen này không có tương lai đâu em ơi. Bây giờ hết người này khuyên tới người kia khuyên, bé nó cũng nhiều lần cũng đòi chia tay rồi. Cũng hoang mang đúng không? Hoang mang, em cũng hứa nhiều lắm chứ. Nói chung là cũng viện bé cũng đi làm một vài công việc nhưng mà kiểu cũng không hợp, cũng quay về với nghề hát à. Nhưng mà em cũng đảm bảo là cái nghề hát sẽ mang lại cái thu nhập ổn định. Tới trước đám cưới mà còn xém bị hủy nữa mà. Do tác động của nhiều phía. Nhưng mà cái đó là từ phía khác. Nhưng mà có khi nào chia tay vì em, bản thân em cảm thấy rằng là mình bị thiếu tự tin? Thì đợt đó là 30 tháng 4 mỗi năm em nhắn tin thôi. Thì quen nhau cũng hơn năm thì anh cũng sợ em khổ quá. Hai đứa mình làm bạn là được rồi. Em có đồng ý không? Dạ không. Em có một cái niềm tin rất là lớn ở chồng em. Vì em nhìn thấy được là chồng em là một người rất là có tài và rất là có đam mê với nghề hát. Chia tay được mấy ngày? Em chia tay 30 tháng 4. Ừ. Rồi sáng 2 tháng 5 quen lại. Thì đó, tại vì 30 tháng 4 một năm em mới đi hát đúng không? Em đi show đi hát thôi sẵn vậy chia tay luôn. Đó rồi qua tới ngày kia là hết show rồi. Quay trở lại. Tôi biết quá mà. Nhưng trước đó là em đã gồng mình rồi, nói thôi kỳ này là phải cố gắng, không được biết, không được yếu lòng, không được mềm lòng nữa. Cứ nghĩ là mình chia tay là mình quên hết, mình coi như là giải tâm giải điếc luôn. Ghê. Nó không phải là mùng 1 Tết, mùng 1 hay là 30 Tết á, chứ ra tưởng là từ 30 tới mùng 1 ông tưởng chia tay 2 năm. Ông tự mặc định á. Tụi em chia tay nhau tới 2 năm là. 2 năm. Em chia tay từ đêm 30 Tết qua tới mùng 2 Tết mới quen lại. Nhưng mà đi về lại nói với em á là tôi chia tay cho mấy người biết á, cái chữ chia tay không phải dễ nói ra đâu. Xong rồi bỏ đi 2 ngày không liên lạc gì luôn. Có nghĩa là ông tự nói rồi, ông tự diễn giải rồi. Dạ. Ông tự tự hào. Không. Dạ, phải đúng. Chị, tại vì trước đó là bé này, vợ em á là chia tay với em nhiều lần lắm.
Lý do tại sao em chia tay? Đòi chia tay với em hả? Đòi chia tay với em tức mà chị. Chia tay tại vì em đào hoa. Nhiều fan có những lần chia tay vì lý do đó không em? Nhiều lắm anh. Fan nữ cứ mò tới. Nhưng mà ổng có chủ động, ổng có đáp lại. Ổng cũng trả lời với người ta nữa. Mong em tới là em chặn Zalo, em chặn Facebook, em chặn hết. Lấy Zalo của em chặn liền. Xóa kết bạn, chặn luôn. Đó, làm trước, đánh phủ đầu trước liền. Nhưng mà em về em cũng gây ổng. Là xong rồi về bắt đầu mình giận hờn gây rồi đòi chia tay chia chân rồi đúng không? Dạ. Chia tay lâu không? Dạ cũng 2-3 ngày. Chia cho vui vậy thôi chứ chia gì. Chia tới 2-3 ngày. Bên đây chia là chia dằn mặt, bởi vì bên đây ta cũng dằn mặt lại. Thôi thật ra cái đó anh nghĩ đó không phải là sóng gió, không có biến cố gì đâu. Nó là những cái gợn nhẹ thôi. Bây giờ tụi em đã vượt qua được rồi. Dạ. Đó, bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi, có em bé 3 tháng rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ nhì đi. Coi như đại hội vạch mặt đó. Vui tật xấu. Những thói hư tật xấu nào còn tồn tại, mình nói ra để mình mong muốn chồng mình, vợ mình thay đổi, để gia đình mình hạnh phúc hơn. Anh nghĩ là bắt đầu từ em đi, người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều sóng gió, chịu nhiều sự chia tay dài ngày. Không chịu nhiều, chịu nhiều những cái áp lực và ghen mà không có nói được á, là tại vì chồng mình đào hoa quá. Nhưng mà giờ đó, bây giờ đâu có bắt gặp được cái chứng cớ gì, đâu có nói được. Dạ. Tự ghen thôi. Rồi đó, bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì nhiều tật xấu lắm. Nhất là ở dơ. Cười gì? Ông ở dơ à? Ông mắc cười không quá. Ở dơ đâu. Đàn à, ông á là hết 80% là bà vợ. Miệng nói ra cái là ở dơ nè, bừa bộn nè, bê bối nè, cẩu thả nè. Trời, vậy là hên quá, vậy là không phải có mình anh. Không nhiều rồi, ở dơ nè. Em năn nỉ đi tắm mình như con em vậy á. Buổi sáng là dậy tắm, kiểu như là đi thơm tho đi ra đường cho ai hưởng, còn tối về thú quắc bắt em hửi vậy á. Đó là không chịu tắm. Quan điểm sống của anh ấy một ngày tắm một lần, tiết kiệm nước cho gia đình không và cho xã hội. Chị ở dơ sống lâu chị ơi, thì đó thấy chưa, khi nào 1-2 ngày không tắm rồi. Lâu lâu cũng có nữa. Em giặt đồ em phát hiện, em hỏi thì kêu tắm rồi, xạo tắm rồi sao không thấy áo quần. Mặc lại, trời ơi trời lòi tiếng Huế luôn rồi kìa. Dạ. Người ta bức xúc dữ lắm, người ta mới lòi tiếng dùng miền của người ta đó. Rồi sao nữa, sao nữa, có cái tật gì nữa không? Hay là quên, hay quên lắm. Thí dụ như em nhờ tối nay em tan ca là 5:30, anh lên anh chở em nha. 6:30 gọi điện, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà. Quên vợ. Trời luôn. Ơi, quên luôn chị. Thì cũng phải 5 ngày xin lỗi đó chị. Trời ơi, chứ sao nữa. Xin lỗi liên tục luôn. Bây giờ mấy cái tháng mà em ở cử, em đẻ á, thì em không có quản lý ổng được. Còn bình thường em đi theo là như là ô xin vậy á. Tại vì đi mà để đồ ở đâu là quên ở đó. Ừ. Có khi mất luôn nữa. Dạ. Vợ mà còn quên nữa không chị đồ. Rồi có nóng tính không nè? Có nóng tính không? Dạ cọc lắm chị. Cọc tính. Bình thường rất là vô tư và hiền hậu, thánh thiện lắm. Rất là hài hước. Đúng rồi. Dễ thương. Mà nhưng khi mà đụng chuyện vô là rất là dạ, nóng tính. Rất là đúng cọc. Không? Nhà em là làm giàu cho dê chai dữ lắm. Mày làm đồ. Dạ cứ cọc lên cái là bay một cái bàn phím. Trời ơi sao mà chi mà phí quá vậy. Tính ra mà nếu mà em mà không có tính đó là giờ là em chắc phải mấy căn nhà lầu anh. Trời ơi, nó đập đồ không mà nó sắm nhà lầu đó. Trời ơi trời. Tại bàn phím em mua, tại vì em là xài là em hay là dân chơi game. Cho nên là bàn phím với chuột em mua toàn đồ mắc mắc không à. Mà thường em vẫn là vấn đề gì mà em đập? Cũng ghen, là ghen. Cũng là ghen. Là cái kiểu mà cứ thấy người ta nhắn tin là quy là quy chụp là ghen. Mà nói hoài à. Rồi có kiểu nữa im lặng. Chẳng đây kể tật xấu của cô ấy không đi. Đúng rồi. Đó, im lặng lắm chị. Tức là hay im lặng ở đây có nghĩa là giận mà không chịu nói đúng không? Giận cái gì nè, buồn cái gì, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện em hay là buồn chuyện gì cũng không chịu nói. Mà cái tính em nóng nữa, cái gì mà bị cái gì là phải giải quyết phải liền. Giải quyết liền. Chứ không có để hoàng mai bực bội lắm. Đó. Rồi có gì nữa? Soi. Em lên sân khấu em hát hay ai cũng khen á, xuống bả chê. Thì luôn chị, nhiều lúc mà em muốn bỏ hát luôn chị. Chê nhỏ tự kỷ luôn á. Chê tự kỷ luôn chị, tủi thân lắm chị. Nè nha, hôm nay ông hát bể hai chỗ nha. Không ai biết hát thôi. Hát lộn lời nữa. Rồi ha, hát sai lời ha, quên lời. Cái đó là tao quan tâm sâu sắc. Và góp ý. Nhưng mà góp ý. Nhưng mà cái tỷ lệ khen nó nhiều hơn tỷ ơi, nó ít hơn tỷ lệ chê. Nghĩa là chị góp ý không đúng lúc, đúng thời điểm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình thay đổi thôi. Xuống là đang lân lân trong chiến thắng thì cứ ôm cứ hung cái đi, trời ơi chồng mắc hay quá, mới giọng chồng ngọt ngào á. Mà anh ơi, như nãy em nhớ là anh có bị hát lộn lời cái này. Đó. Dạ. Thấy chưa, em đã nói rồi, lo học lời đi, không chỉ cứ chơi game hoài. Đó, ví dụ chị Vân nhắc là em nhớ nữa thiệt luôn, cái vụ mà hung với lại cái vụ mà vậy ha, không bao giờ có nha chị. Cái đó hết luôn hả? Không có hung nữa hả? Không, lãng mạn không bao giờ lãng mạn được chị. Thiệt. Ngày xưa hả, em lúc nào em cũng nào cũng hay bắt đầu suy nghĩ nha, lên mạng học quá trời câu lãng mạn đồ, tỏ tình đồ, nổi da gà chị. Bị nổi da gà thiệt. Rồi hả, đi mua quà nha, trời hôm nay mua vậy tốn tiền, không mặc, mua hai cái đầm không mặc, trời riết nóng luôn, lấy lầm ra cắt luôn chị. Vậy đó hả? Tính em nghe nóng mà thấy hả, vợ không có bếp xài,
bỏ tiền ra mua hai bếp cũng gọi là cua mà. Trời ơi, mua cái bếp chi vậy, nhà có bếp lửa rồi, mượn người ta cũng được. Em không muốn giờ em thay đổi gì đó, trong những cái điều mà em kể ra. Cái gì em cũng muốn thay đổi hết thiệt. Lâu lâu cho anh lãng mạn chút chứ để hả gồng quá rồi riết. Tức là anh, khi anh lãng mạn đừng mọc ốc đó, em phải nói cụ thể vậy đó. Khi anh lãng mạn hãy hưởng thụ đi, đừng có bị mọc ốc. Thưởng không chịu hưởng thụ chị thiệt. Còn em muốn chồng thay đổi gì? Em muốn chồng là bớt ở dơ lại, bớt chơi game lại. Muốn hai điều đó thôi. Dạ. Em kể cho nghe mới. Giống cái vụ bếp á, anh Tuấn Anh nhà chị á, ông mua về cho chị những cái bếp nướng á. Dạ. Chị cũng, trời ơi ông xã, ôi em cần này dữ lắm luôn, nướng này ngon lắm luôn nè, này kia. Ôi thích quá à. Mình chưa kịp cái gì hết trơn á, qua ngày hôm sau ông mua thêm hai cái nữa. Trời đất ơi, chỉ như mình khen khó. Đúng không? Nên mua thêm hai cái nữa. Rồi xong đó bắt đầu chị mới phải nói là anh ơi, nhà mình cũng có hai cái trước rồi á. Có nghĩa là ông mua rồi mà không nhớ. Hết thảy là 5-6 cái á, xong phải đem đi cho mọi người này kia, nó để lâu nó cũng ư. Không mà thì mà theo kiểu mà chồng vậy, em có khi em cũng vậy luôn á, tại lúc đó em mừng quá mà tiện thấy vợ. Đó. Không mà thấy vợ lãng mạn được em mừng quá mà là đó. Cái gì em cũng quên hết là em đi mua liền luôn. Thông qua câu chuyện này chị mới nói một số, mình không thể nào không lãng mạn với chồng được, mình cũng không thể nào mà mình khô khan với chồng mình được. Tại vì cái người đàn ông á, khi mà những cái gì họ làm được, họ rất cần một cái người để hưởng thụ cái điều đó, mà cái người đầu tiên họ muốn đó là vợ mình. Cái đó thực sự là như vậy. Sau đó đến cha mẹ mình, nếu có con thì sẽ là con, rồi đến bạn bè là sau cùng á. Ngược lại đó Quỳnh, vợ em bây giờ đang trong cái giai đoạn hậu sản, phải là một năm nữa thì vợ em mới ổn định về tâm sinh lý. Thành ra bây giờ ví dụ như có những cái lúc mà hơi cập cằn chút hoặc là mệt quá không muốn lãng mạn thì em phải thông cảm cái điều đó. Qua một năm sau bắt đầu á, em mở lại cái số này á, em mở lại cái số này trên YouTube cho vợ coi, nói nè vợ, đúng năm rồi ha, bây giờ là vợ hết cái thời kỳ mà hậu sản rồi. Vợ làm ơn á, vợ thay đổi những cái điều mà anh mong muốn đi. Em hiểu cái gì không? Hiểu, là hiểu, ok. Rồi, coi như đây là kinh nghiệm liền. Kinh nghiệm liền. Kinh nghiệm liền. Với tất cả những kinh nghiệm của chị Vân vừa chia sẻ, anh hy vọng là hai em ứng dụng vào trong đời sống đường ngày. Và chắc chắn rằng là hai em sẽ gặp càng nhiều niềm vui, cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ. Cảm ơn em. Em tên là Ngô Minh Thiện. Hiện nay em là quản lý một nhà sách. Em 30 tuổi. Còn em? Dạ chào giờ anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và khán giả. Em tên là Trần Lâm Thanh Thủy, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Nè, chồng hơn vợ là 7 tuổi. Dạ. Đến nhau bao lâu rồi? Dạ lấy nhau được 2 năm. 2 năm. Lúc đó Thủy nhiêu tuổi thì? Dạ lúc đó là mới 21 tuổi. 21 tuổi quen nhau bao lâu? Dạ quen năm rưỡi. Năm rưỡi. Vậy là quen lúc đó 19 tuổi mấy đúng không? 19 tuổi rưỡi. Chà. Vậy thì em và vợ em gặp nhau trong trường hợp nào? Cô này đi mua sách. Lúc đó bán sách chưa? Dạ lúc đó thì em làm ở chi nhánh, thì vợ em là làm cái quầy game ở trên lầu. Thì vô tình thì bữa đó là em mới về quản lý chi nhánh đó, thì em thấy vợ em tới mà không có chào hỏi ai hết. Hai ngày sau thì cô đó lại tới, không có chào hỏi nữa. Không chào hỏi nữa. Bực mình. Thì lên không lau dọn hết rồi lên mở đèn mở máy lạnh tùm lum thì cái em mới la. La lúc đó là sao em? Thấy. Lúc đó thì em cũng thấy ghét lắm, bực bội lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ tại vì đây cũng là quản lý cho nên mà thôi chấp nhận âm thầm mình cứ làm đi, nhưng mà trong lòng mình ghét lắm. Tìm cách trả thù sao? Dạ, sai mà đúng không? Ủa nhưng mà tại sao em không chào ổng nha? Dạ tại vì lúc đầu là trước khi ổng về là có một cái ông giám đốc đó cũng là lớn tuổi rồi, em nể cái người đó, em rất là quý người đó, nên là anh này về thì em thấy giống như dạng còn mới quá, nhiều khi em không có phục á, không có nể nên em không có chào. Sau đó em có đài của không? Dạ không, em ra em nhắc nhở rồi em chỉ làm này nọ rồi xong rồi thôi chứ không có đại. Không có nhắc đâu, tại vì hồi đó em làm bên chi nhánh kia theo thói quen là phải mở hết tất cả các máy lên rồi bắt đầu mới làm vệ sinh. Ổng ở đâu lù lù đi lên trên cầu thang á, lúc đó cái tướng của ổng nó ốm nhom nhắc rồi mà mặc áo xanh mà em nghĩ giống như là bảo vệ vậy á, không có giống như ra dáng quản lý, nó nhìn lú lắm. Cái bắt đầu ổng la em, nói em á, em đi lên đây hả em không muốn chào hỏi ai hết trơn á. Ủa mà hả cái nhà sách này hả quy luật á là phải làm hết vệ sinh xong rồi em mới được mở máy lên, em có biết là cái điều đó không?
Cái em mới nói là em không có biết anh, rồi bắt đầu em mới âm thầm làm, trong lòng em rất là bực bội lắm, ghét lắm. Tới bao lâu thì em mới phục ông này? Dạ, tôi nghĩa là xong rồi chiều cái chị kia lên thì em mới nói chị đó là anh này ảnh khó chịu ở nhà, chắc vợ con chắc là hả khổ lắm. Cái chị đó mới nói là chưa có vợ, bồ còn chưa có nữa mà. Cái bắt đầu chỉ cho em Facebook thì em cũng tò mò thôi, em chỉ muốn xem thông tin của ổng thôi chứ không muốn nói chuyện ổng mà không, ghét mà. Tại cái lúc mình la là lỡ trớn thiệt, lỡ là đứng coi làm việc luôn rồi thôi mình đi xuống thôi. Rồi sao vô Facebook thấy gì chồng? Vô Facebook thì thấy ổng chỉ chụp hình ổng không à, chứ không có chờ chụp hình gì hết á. Cái em đâu có muốn nói chuyện đâu, tự nhiên nói chuyện với em trước á. Tối về em coi cái thấy ổng thấy ổ trong nhỏ nào bắn game, kéo game lên lậu à. Thì cái nói gì? Em mới chấp nhận rồi cái em mới hỏi. Cái em mới nói này nọ cho vui cho chừng gác nữa thôi, tại cũng gặp nhau hoài. Kể từ đó là hết la. Dạ, kể từ đó cũng hết biết. Kể từ đó gặp ổng là chào ổng luôn. Trong mở máy trước luôn. Trong mở máy. Rồi sau đó, sau đó ai là người cua ai? Dạ em. Em là người cua chồng em. Ủa lý do? Dạ phục tại... ổng luôn, phục ổng luôn. Là tại vì khi mà nói chuyện thì em cảm thấy là con người ảnh có rất là nhiều kinh nghiệm, là mình cần học hỏi ở ảnh rất là nhiều. Với lại một phần là ổng có hẹn em đi chơi một lần, mà cái trong thời điểm đó cũng có một người tìm hiểu em luôn. Khi mà em đi với người đó em có cảm giác khác, mà khi đi với chồng em là có cảm giác khác. Cảm giác đi với chồng em là nó có một cảm giác rất là gia đình nữa. Với lại ổng quan tâm em. Vì hoàn cảnh em là ba mẹ chia tay sớm, cho nên là em cảm thấy cái việc đó được bù đắp. À, tức là vừa thấy ở đây một người cha, vừa thấy một người chồng, vừa thấy một người bạn, vừa thấy một người yêu, đúng không? Một người bảo vệ cho mình. Hay quá. Ai là người đòi cưới? Cuối cùng thì ai là người đòi cưới? À, cái lúc đó thì cùng quen cái một thời gian rồi thì cái em cũng có nói nhà em biết, thì có dắt về dưới nhà cho ba mẹ biết mặt. Lúc đó thì em cũng 7, 8 rồi, cái em kêu em ba mẹ cũng định hướng là nếu công việc ổn định thì học hành xong hết rồi thì cưới vợ. Cưới vợ. Thì mà lúc đó vợ em thì cũng còn vướng học mấy nó mới xong. Nhưng mà em cũng nói là không có gì hết thì cứ bình thường thôi, thì vợ học thì vợ học, cưới thì cưới, không ổng ảnh hưởng gì. Em còn động viên vợ đi học thì mà về thì nhà thấy vợ em cái gì cũng biết nấu ăn, biết gì nọ thì nhà em thì khoái, chứ nhà em không có không kiến nữa. Nên cũng ok, con dâu ai dắt về cũng chấp nhận hết. Nguyễn con Nguyễn vợ dắt về nhiều không? Dạ không, dắt về không có nhiều. Ý là ba mẹ dễ. Dạ. Ai biết tưởng là trước đó dẫn về mấy chục cô rồi. Rồi sao? Sau khi dẫn về rồi là cưới luôn? Dạ, 1.5 sau á, tìm hiểu rồi mới cưới. Nè, mà sau khi cưới về rồi, cô bé này phát hiện anh ấy có gì xấu xí không? Dạ, tính xấu của ảnh là rất là lề mề. Em ví dụ như là đi làm về đi, thì em mới nói là anh ơi, nhà có cái bóng đèn bị hư kìa. Cái bắt đầu ổng đi vô trong nhà tắm, ổng coi bóng đèn bị hư. Cái ổng bắt đầu nghiên cứu, ổng nói bóng đèn này hư ở đâu, cái đường dây nào mà dẫn tới để bóng đèn hư. Rồi. Vậy thì mình phải mua bóng đèn ở đâu cho hợp lý. Rồi tới tối luôn. Đó, rồi ổng suy nghĩ đến tối luôn. Ổng làm ổng như ổng quên ăn ngủ. Em phải nhắc hoài luôn. Em nói là anh ơi em đói bụng lắm rồi đó nha anh đừng có sữa nữa, anh ngưng tay anh tắm đi rồi xíu sữa. Không, công việc anh mà làm cái gì là anh phải làm cho nó xong. Rồi mới lúc đó mới ăn cơm. Cái đợi hoài em cọc lên nữa, bắt đầu hai chồng đi lộn. Không phải tại vì mình muốn sửa cho nó xong rồi khỏi để ngày mai mất công rồi. Mà vợ cái hối cái nó để từ từ mình sửa cho xong. Hứa mà từ trưa đầu hôn cho tới cuối giờ đêm mà phải hối thôi chứ. Có cái bóng đèn thôi mà lâu dữ vậy. Phân tích đồ này kia nọ mới đi chịu đi sửa. Anh nói nghe nè, em lấy vợ trẻ như vậy thì có khó khăn gì không? Vợ em thì còn nít lắm. Hay ghen không? Ghen thầy luôn. Ghen thầy luôn á. Ghen chị mới xuống nước luôn đúng không? Chồng em làm gì mà em phải ghen? Đúng rồi, trong dạ. Ra, ba nhà trong nhà sách thì dạ, nhân viên nữ nhiều. Nhân viên toàn là nữ mà mặc áo dài. Dáng thước tha. Rồi sao? Em ghen dữ lắm, nhưng khi ông trao đổi hay gì ví dụ khuất mặt em thì không sao, nhưng mà bữa đó mà em đi lại chơi thì em thấy là em bực lắm. Với lại ví dụ như mà em nói với ổng á là khi nào mà có cái cô nào mà không có ai đưa về á, anh có thấy anh cũng đừng đưa về nha, anh đưa về em không chịu đâu. Ghét lắm. Nhưng mà có đưa chưa? Không dám dạ, đưa không, về không, luôn. Không có đưa về mà có lén đưa đi không? Dạ không có, mà vợ em khi tới chỗ làm em dắt đi trong phòng ngồi trả liền chứ không có để dưới. Nói nghe nè, em có em bé rồi đúng không? Dạ.
Em ở nhà thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Có khi nào mà bị ghen mà ghen tư tưởng không? Dạ có, lúc đó em ghen gần như là bị trầm cảm luôn á. Phải không? Em khóc miết rồi, với lại nhiều khi em nói chuyện một mình á. Nói chuyện mình luôn. Dạ. Mà ghen sao? Tức nghĩa là vừa bực vừa đang buồn chuyện bên gia đình của bên chồng. Với lại một phần là ghen là tại vì công việc của chồng em mà làm 8 giờ làm tới 10 rưỡi tối mới về. Trong khoảng thời gian đó đó, mẹ em cũng buôn bán, còn ba mẹ chồng ở dưới Bến Tre lận, không có thời gian lên vì phải chăm em bé của anh chị hai á. Thì đó chỉ còn một mình em thôi. Lúc đó là em cảm thấy tủi lắm. Thì em biết là vợ em có chịu cực kỳ khổ vậy nè, mình biết chứ không biết. Thì khi vợ em ghen thì em cũng giải thích, nhắn tin hết, hay là điện thoại nói là em tin anh chứ ghen cái gì, anh làm kiếm tiền về cho vợ cho con chứ anh đâu có lại đi làm bậy làm bại đâu, em cứ ghen tối ngày. Rồi còn vụ ba mẹ em thì thương vợ em chứ không có gì, khi về nhà ba mẹ em còn không cho vợ em đụng vô làm mà tại thì bên anh hai em thì cả ít người thì tất nhiên ba mẹ em phải coi rồi, thì cũng không có thời gian lên, thì có ba với cô lên. À, mẹ em cũng điện lên, mẹ em nói không có gì đâu, mẹ cũng thương con này cũng là con chứ đâu có phân biệt đứa nào với đứa nào đâu. Đó thì em cũng giải thích vợ em hoài, nay cũng đỡ được chút. Đỡ rồi hả? Dạ. Dạ cũng đỡ ghen chưa? Đỡ rồi, cũng đỡ ghen. Rồi tật xấu của vợ em là gì? Thì đó, tật xấu vợ em là hay ghen. Ghen có ganh không? Có luôn á, tự thú luôn hả? Ganh sao? Dạ em hôm nay em thú nhận luôn là em cũng có hơi ganh tị với lại chị dâu của em. Lúc nào cũng suy nghĩ là khi mà đẻ em bé ra thì bà nội lúc nào cũng phải gần gũi con em. Mà từ khi em đẻ ra tới giờ thì bà nội chưa bao giờ lên hết. Chưa bao giờ, chỉ có là gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Toàn là vợ chồng em bồng bé về dưới không à. Bây giờ sao ta, em bé gái này á là còn nít quá, hiểu không? Vậy tại sao bữa nãy là nó có hỏi là có ganh không? Dạ. Là vì lý do tại cái bản chất của con nít là ganh. Đó, giống như mình có mấy đứa con á thì là đứa này nó sẽ ganh đứa kia là cho đồ chơi đứa này là phải có đồ chơi đứa kia. Đó. Thì thực ra các cụ ở dưới quê á, thường là đặt nặng cái tình cảm vào con trai trưởng, hầu như nha chứ không phải là tuyệt đối. Đó, và đúng thời điểm mà em sanh cũng là lúc là bà phải lo ở dưới canh con cho chị hai, rồi chưa lên đây được để mà thăm. Đó, thực ra em cũng không cần bà phải lên để mà chăm nom con của em đúng không? Mà em chỉ muốn là bà dành cái tình cảm cho cái đứa cháu để chứng minh là bà cũng thương cháu, tức là thương con của em giống như là con của anh hai chị hai vậy đó. Yeah. Cái điều em muốn chỉ là như vậy thôi đúng không? Thì nếu như là bác gái mà có xem qua cái tập này thì bác gái sẽ hiểu được là cái mong muốn mà của hai vợ chồng bạn này, thì bác gái dành một chút thời gian, bác gái lên đây 1-2 ngày để chơi với cháu, để cho nhà cửa vui vẻ. Vui đúng không? Là vui liền luôn. Còn bạn chồng hơn bạn này 7 năm á, cố gắng chăm sóc bạn, chia sẻ với bạn. Chúc đó, các bạn hạnh phúc nhé. Em tên là Vũ Văn Tuyền. Em đến từ thành phố Pleiku. Năm nay em 28 tuổi. Tuyền đúng không? Dạ. Em là một nông dân. Nông dân? Dạ. Còn đây là em. Xin chào cô Hồng Vân với anh Quốc Thuận. Em tên là Lý Thị Phượng. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là kế toán và giờ cũng sắp làm một nông dân. Sắp làm một nông dân, có nghĩa là về Pleiku luôn. Dạ. Tức là về phụ công việc đi. Ở Tuyền đó, Tuyền là nông dân nhưng mà là nông dân về ngành nghề nào? Dạ em nuôi ong, bán ong giống cho bà con. Thì chơi đó giờ bị ong đánh chưa? Dạ nhiều hơn bị vợ đánh. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ hồi đó thì em đi học kế toán, xong rồi ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây, xong rồi ảnh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của ảnh. Ảnh cùng nhóm với em, xong rồi ảnh lên ảnh thuyết trình, em thấy ảnh xấu quá. Hồi đó ảnh xấu lắm, ảnh mặc cái quần ngắn ngủn mà cái áo thì rộng thùng thình, mà nhưng mà ảnh thuyết trình hay. Rồi sau đó em cũng có ấn tượng, rồi sau đó ảnh xin số điện thoại của lớp trưởng, rồi cũng nhắn qua nhắn lại, xong rồi đi chơi. Thực ra là do lớp trưởng khích nên em tán thử. Nếu mà đổ thì đi nhậu, nhưng mà không đổ thì phải dẫn anh ấy đi nhậu. Nhưng mà cuối cùng là đổ và được một bữa nhậu. Được vợ luôn. Vừa được nhậu vừa được vợ, vừa được tiếng nữa chứ, đúng không? Và bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau? Một năm sau đó là tụi em yêu nhau. Năm đó là năm 2010. Sau đó thêm một năm thì anh về quê nuôi ong lập nghiệp ở đó. Thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới.
Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Pleiku ạ. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới được gần 3 năm rồi. Em quen 7 năm. Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? À, tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn, cho nên là em cũng hay giận, hay đòi chia tay. Trục trặc lắm. Nói chung bọn em yêu xa thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn, chỉ là ôm bên ngoài thôi. Nhưng mà cứ bắt đầu em sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về, hoặc là em về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi, bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là chết, ba mẹ em mắng chết la chết. Em bảo chứ trời ơi, ở Sài Gòn nóng quá hay sao mà trứng nó tự nở được. Chắc là không có đâu. Vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không, chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó chậm như vậy được đâu. Bắt em mua qua thử, thử xong cái không có gì hết. Rồi em an ủi xong hai đứa lại ôm nữa. Ôm lần nữa rồi một tháng sau lại lại chậm. Lại chậm. Coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi. Thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm mà em cũng sợ, tại vì nhà em không có ai như thế hết. Ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì sợ ba mẹ thất vọng. Bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn? Dạ đến ngày đám hỏi. Ừ, rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không? Dạ cũng bình thường. Cái ngày bình thường sao? Ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi đúng chưa? Dạ, dạ. Sau đám hỏi. Sau đám hỏi mới vượt. Cứ coi như là hôm sau hôn nhân đi, tức là đấy, sau thấy mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái. Tin tưởng rồi em mới dám đả động đến chuyện đấy. Sau khi đám cưới về thì có những cái tật xấu gì có lòi ra không? Thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền. Hiền, cực kỳ hiền. Em chưa thấy ai hiền như vợ em. Nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Ai nói gì cũng cười. Mà đến một hôm em có nhắn tin chúc Tết với bạn gái cũ. Thì nhắn tin chúc Tết vậy thôi. Bây giờ mà da gà em vẫn còn nổi đây. Sao? Phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ. Đáng sợ, nhưng nào mà đáng sức, sợ? Sức phá hủy còn hơn người sắp nữa. Em phá hết tất cả những cái vật gì có thể cầm được. Trời ơi, có như IS tàng ra đó hả? Chỉ mỗi nhắn tin chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ. Sao em biết được hay vậy? Dạ không, cũng tình cờ thôi. Em cũng tin tưởng lắm, chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của ảnh đâu. Kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy, cũng không có kiểm soát. Xong rồi cái cũng giống như là mình linh cảm được á. Xong rồi ảnh nhắn tin cho người yêu cũ của ảnh vậy. Cái em cũng buồn, em bảo chứ sao bữa giờ kêu là không liên lạc gì nữa hết rồi. Mà giờ còn nhắn tin chúc Tết thế này thế kia cũng sùm. Xong em nói cơn tâm bệnh. Em đánh rồi đi. Đánh luôn. Rồi. Đánh luôn á hả? Đánh rồi. Rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ? Em thấy vợ em có cái tật xấu là ném đồ như vậy. Là em đi mua toàn đồ gốm sứ. Toàn đồ mắc tiền. Dạ em về em ăn cơm cũng chỉ nhìn cái chén thôi là đã thấy no rồi. Từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn, chỉ ném cái can nhựa thôi. Giận mà vẫn còn lý trí đúng dạ. Không? Hãy còn tật xấu trong em. Ảnh hồi yêu thì ảnh cũng chiều chuộng em lắm, nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi. Với lại cũng nóng tính lắm. Trong công việc á, em mà làm sai cái gì cái chu cha ảnh nhăn, ảnh nổi cơn lên ảnh cũng dữ lắm. Chỉ là công việc nóng tính rồi cũng nhăn nhó em. Với em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Thì vợ em cũng có cãi vã nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, thì ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con ạ? Em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen, cả chim cú, cú mèo, rùa. Anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi, anh năn nỉ anh mua về, anh lấy sắt anh gắn vô cái chân con gà, con gà nó liền lại được cái chân. Cái anh nuôi nó lớn, xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được, cái anh lại năn nỉ anh mua anh đem về anh nuôi, giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật. Ồ vậy đó hả? Nhưng mà em nuôi chơi vậy thôi chứ em có. Dạ em nuôi xong rồi em thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm. Người ta lại bán lại cho em. Có lần em nuôi một cặp bồ câu nó... Trời em thương hay là thương luôn. Em thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về. Cái em đi ong, đi lên trại. Về cái vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn ngon ơi là ngon luôn, vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn
Em lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon. Xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết, xong vợ em bảo là ngon không anh, bảo ngon, bảo bổ câu của anh ấy. Rồi em bỏ lên phòng em ngủ. Vậy mà tại sao vậy mà em làm thịt bồ câu vậy? Anh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào, xong nó vào nhà em nó ỉa tùm lum tà la hết. Em dọn mệt quá, em nhăn ảnh. Em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu. Xong rồi cái em mới thử luôn. Đó là câu chuyện con tấm con cám. Em buồn cả tháng trời luôn. Bị ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim. Rồi giờ em vẫn còn mua thì em cũng thuyết phục vợ em. Nói vợ em là mấy con này nó tội lắm. Mình nuôi nó rồi mình giúp nó. Mà nuôi con này là có những cái này thích này, cái kia thích này. Con chăn nó tội lắm. Nuôi con chăn là sau này nó chơi với mình, nó hiền lắm, không có sao đâu. Hoặc là như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt, em về em có bảo là em ơi có cái đàn heo kia tội lắm. Chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo đấy về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt nóng một chút. Trong công việc thì không biết gì thì anh chỉ. Chứ còn đừng có mắng. Có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá, đúng không? Có chuyện gì góp ý là... Chỉ công việc thôi ạ. Chứ trong gia đình em giống em là một chú cún. Cún hả? Chú cún chị. Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi. Hai vợ chồng em rồi mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con. Hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú để em nuôi con. Bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không ạ. Trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế, không bao giờ bị thiu. Rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì hoàn toàn không cho bé bú. Chỉ có dùng sữa công thức thôi. Thì bé nhà em nó hơi còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ. Đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì vợ em lại bị sốt xuất huyết. Thế là hai bố con phải cai sữa. Con cai sữa. Chỉ có con em phải cai sữa. Lúc đấy bé mới được 7 tháng thôi. Em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa miệng mài đứa thứ hai thì vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút. Sao vậy? Sao vậy em? Em cũng sợ ít sữa, sợ không đủ cho bé bú. Tại bé cũng nhỏ mà ít lên cân lắm, cho nên em cũng lo. Thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là thôi mua sữa thêm cho nó bú đi. Cái là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con gì? Dạ. Thực ra cái vấn đề nuôi con á, sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á, nó không phải là vấn đề quyết định đó em. Cho nên là em đừng quan niệm là vì cái đó mà con còi cọc. Nhưng mà tuy nhiên chị nói nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất. Chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng. Đó, như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt. Chứ còn nếu em mà ở Pleiku mà không khí mát mẻ, rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ. Bởi vậy em cũng rút kinh nghiệm đứa sau. Đúng rồi. Em hy vọng điều đấy. Thôi thế chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha. Anh chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai xuất hiện trong gia đình. Cảm ơn anh chị.